Ba Lan tuyên bố chưa bỏ lệnh cấm vận đối với nông sản Ukraine, bất chấp khi ép dọa kiện Guso và một số nước khác ra tòa án quốc tế. Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính yếu sau đây. Ba Lan đáp trả tối hậu thư của Ukraine Bóc giá, trang phục thường được ông Zelensky mặc từ đầu cuộc xung đột, Quê hương ông Zelensky bị oanh tạc dữ dội. Ông Putin nói xung đột ở Ukraine bị kích động bởi những kẻ dèm pha. Ba Lan đáp trả tối hậu thư của Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan phụ trách các vấn đề EU, ông Simon Jinkowski Velsek cho biết chiến thuật gây sức ép của Ukraine về lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc qua lãnh thổ Ba Lan là vô ích. Đây là một lời đe dọa, một chiến thuật gây sức ép nữa của phía Ukraine những yếu tố này đôi khi vượt ra ngoài danh giới ngoại giao truyền thống của ukraina ông zhinkoski nói Ông khẳng định Ba Lan không bị dao động bởi những cảnh báo của Ukraine bởi vì việc bảo vệ nông dân và người dân Ba Lan nói chung là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này. Ông cho biết Ba Lan không có ý định dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển ngũ cốc Ukraine qua lãnh thổ nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm 6 tháng 9 cảnh báo họ có thể kiện EU ra tòa án quốc tế nếu gia hạn lệnh cấm vận trên. Ukraine kịch liệt phản đối mọi hành động gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Chúng tôi sao có thể ngồi yên chấp nhận hành động vi phạm những gì các vị đã hứa với chúng tôi, vi phạm các điều kiện của thị trường tự do. Ông Zelensky nói thêm, ông cho biết, nếu chúng tôi phải chiến đấu cho Ukraine, cho các nền tảng chung châu Âu tại tòa trọng tài, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu, dù không muốn, nhưng chúng tôi buộc phải làm như vậy nếu chúng tôi phải đấu tranh tại các tổ chức quốc tế chúng tôi sẽ đấu tranh mặc dù vậy ông hy vọng sẽ không xảy ra cuộc chiến pháp lý giữa ukraine và eu những nước viện trợ lớn cho kiev trong hơn một năm chiến sự vừa qua ba lan hungary romania bulgaria và slovakia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu lúa mì ngô, hạt cải dầu và hướng dương của Ukraine từ tháng 5. Lệnh cấm sẽ hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 tới. Tuy nhiên, năm thành viên EU này đang cân nhắc gia hạn lệnh cấm ít nhất đến cuối năm nay với lý do cần bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước. Ukraine là một trong những nhà sản xuất ngũ cốc và dầu hướng dương lớn nhất thế giới. Nhưng xuất khẩu của nước này bị hạn chế do Nga phong tỏa các cảng ở Biển Đen. Để hỗ trợ Ukraine trong thời gian chiến sự, EU cho phép nhập khẩu không hạn chế ngũ cốc từ nước này. Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania, Slovakia trở thành tuyến đường trung chuyển ngũ cốc của Ukraine, vốn bị tồn kho với số lượng lớn do không thể xuất qua các cảng biển đen. EU cũng hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng ở năm quốc gia này. Tuy nhiên, động thái này cũng kéo theo làn sóng biểu tình của nông dân ở nhiều nước châu Âu, phản đối tình trạng dư thừa nông sản khiến họ lao đao do cạnh tranh về giá. Ba Lan, Slovakia và Hungary đã tuyên bố sẽ đơn phương gia hạn cấm nhập khẩu nếu EU từ chối việc này. Động thái này sẽ gây thêm sức ép đối với ngành sản xuất ngũ cốc của Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh Nga đình chỉ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, một thỏa thuận vốn cho phép các tàu chở ngũ cốc ra vào cảng Ukraine an toàn. Bóc giá trang phục thường được ông Zelensky mặc từ đầu cuộc xung đột Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, ông Zelensky đã chuyển sang sử dụng những bộ trang phục phù hợp với hoạt động chỉ huy tác chiến. Tổng thống Ukraine Zelensky đã từ bỏ những bộ xui lịch lãm để khoác lên mình những trang phục tiện lợi hơn kể từ tháng 2 năm 2022. Từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Zelensky thường xuyên phải tới thăm tiền tuyến và các cơ sở quân sự. Do đó, phong cách thời trang của Tổng thống Ukraine cũng đã thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh và không ít những trang phục của ông Zelensky đã gây sốt trên thị trường. Đầu tiên là chiếc áo len màu xanh. Chiếc áo len màu xanh ô liu là của hãng Yusert, là trang phục nổi tiếng nhất của ông Zelensky. Tổng thống Ukraine đã mặc mẫu áo này khi phát biểu cho Quốc hội Mỹ vào tháng 12 năm 2022. Mẫu áo len này có giá bán là 100 USD, khoảng 2,4 triệu Việt Nam đồng. Thứ hai là chiếc áo phông xanh. Khi không mặc chiếc áo len yêu thích thì ông Zelensky thường sử dụng loại áo phông màu xanh quân đội. Mẫu áo này được sản xuất bởi công ty Thổ Nhĩ Kỳ Combat Tactical có giá bán là 20 USD. Tuy vậy, mẫu áo này thường xuyên cháy hàng và rất khó để mua được. Áo khoác nỉ Sau khi được ông Zelensky mặc để phát biểu vào đầu cuộc xung đột, mẫu áo khoác nỉ của hãng MTAC đã thu hút được sự chú ý rất lớn. Một chiếc áo loại này thậm chí đã được bán với giá 90.000 bảng trong cuộc đấu giá ở London. Giá gốc của mẫu áo này là khoảng 110 USD, nhưng hiện tại đã tạm ngừng sản xuất. Đại diện của MTAC nói rằng họ sẽ sản xuất loại áo này khi cuộc xung đột chấm dứt áo chống đạn. Khi tới thăm các binh sĩ ở tiền tuyến, ông Zelensky thường sử dụng mẫu áo chống đạn do công ty Guaro Assault System của Anh sản xuất. Đây là loại giáp chống đạn hạng nhẹ, được thiết kế để đem lại sự thoải mái cho người dùng, nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn. Giá bán cùng một bộ áo chống đạn kiểu này là 250 USD. Mũ bảo hộ Cùng với áo chống đạn, mũ bảo hộ là phụ kiện không thể thiếu khi ông Zelensky tới thăm các khu vực quân sự. Tổng thống Zelensky thường sử dụng mũ bảo hộ của công ty Thổ Nhĩ Kỳ Garanti Composite có giá bán là khoảng 1.200 euro, giày thể thao màu nâu. Khi tới thăm Nhà Trắng năm 2022, đôi giày màu nâu của ông Zelensky đã thu hút được sự chú ý đặc biệt khi nó tương phản hoàn toàn với đôi giày da lịch lãm của ông Biden. Mẫu giày của ông Zelensky mang tên Inoprolo do công ty Lowa sản xuất. Giá bán của một đôi giày này vào khoảng 195 USD quê hương ông Zelensky bị oanh tạc dữ dội, Ukraine cáo buộc nga tiến hành nhiều cuộc oanh tạc dữ dội vào Ukraine, bao gồm cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào quê hương của tổng thống Ukraine Zelensky ở miền trung nước này. Cuộc tấn công vào Kariviris, quê hương của ông Zelensky vào thứ sáu ngày 8 tháng 9 đã giết chết một cảnh sát và làm bị thương ít nhất 52 người khác. Các quan chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công này nằm trong số nhiều cuộc tấn công của nga trên khắp đất nước trong đêm. Moscow được cho là đang cố gắng củng cố vị thế chính trị của mình bằng các cuộc bầu cử đi địa phương ở những khu vực tại Ukraine mà nước này đã sát nhập, trong đó có một số khu vực mà nước này vẫn chưa kiểm soát toàn bộ. 10 tòa nhà đã bị hư hại trong vụ tấn công vào Kariviris. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Iho Kalimenko cho biết ba người được kéo ra khỏi đống đổ nát đang trong tình trạng nguy kịch. Những bức ảnh được ông Kalimenko đăng trên Telegram cho thấy một tòa nhà bốc cháy và các dịch vụ khẩn cấp đang sơ tán những người bị thương. Ba người cũng đã thiệt mạng vào hôm thứ Sáu sau khi một quả bom của Nga tấn công làng Odora Kokaminka ở vùng Kherson, miền nam Ukraine. Ông Kalimenko cho biết, cũng trong ngày thứ Sáu, một đám tang đã được tổ chức cho một thanh niên 18 tuổi nằm trong số 16 người thiệt mạng vào hôm thứ Tư trong cuộc tấn công vào một khu chợ ở Kostatinika ở vùng Donetsk phía đông Ukraine. Ukraine cáo buộc rằng cuộc tấn công này của Nga khiến cho 33 người khác bị thương, biến khu chợ thành một đống đổ nát cháy đen. Trong một động thái khác, Tổng thống Zelensky cho biết ưu thế trên không của Nga đang giúp nước này ngăn chặn cuộc phản công của Kiev. Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, nếu chúng tôi không có mặt ở trên bầu trời trong khi Nga lại hiện diện tại đó, họ sẽ chặn chúng tôi từ trên trời. Họ ngăn chặn cuộc phản công của chúng tôi. Ông Zelensky cũng phản nàn về tốc độ chuyển giao vũ khí chậm chạp của các nước phương Tây, cũng như các lệnh trừng phạt đối với Nga đồng thời kêu gọi các đồng minh nhanh chóng trang bị thêm vũ khí mạnh mẽ và tầm xa cho Kyiv. Kyiv đã nhiều lần yêu cầu phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu, đặc biệt là F-16 để chống lại các lực lượng của nga. Mỹ đã đồng ý cho phép các đồng minh chuyển giao F-16 cho Ukraine và công việc đào tạo phi công đang được tiến hành. Ông Putin nói xung đột ở Ukraine bị kích động bởi những kẻ dèm pha. Cuộc xung đột ở Ukraine là do những kẻ xấu xa kích động. Điều này được thực hiện cùng với những hành động khác nhằm hạn chế sự phát triển của Nga. Tổng thống Putin cho biết, tôi muốn lưu ý khi nói chuyện vào năm 2014, chỉ có những kẻ xấu xa mới thực hiện những bước đầu tiên nhằm hạn chế chủ quyền công nghệ và cản trở sự phát triển. Và khi đó họ nói, chúng ta cần phải thực hiện những bước đi mạnh mẽ để đảm bảo chủ quyền công nghệ. Ông Putin nói, theo ông, dự báo của chúng tôi đã được xác nhận, mọi thứ đã diễn ra như họ đã nói. Họ cũng kích động cuộc xung đột này ở Ukraine và lợi dụng nó. Tôi nghĩ nhìn chung tất cả những điều này được thực hiện có mục đích nhằm tạo thêm điều kiện nhằm hạn chế tăng trưởng kinh tế và phát triển của Nga, Tổng thống Putin lưu ý. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp. Mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.